Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn thực hành xác định 4 giai đoạn của chu kỳ thị trường. Thì nhưng mà hôm nay sẽ làm về nhóm chứng khoán nhé các bạn nhé. Đầu tiên đó chính là con công ty chứng khoán SSI. Thì đây là con chứng khoán to nhất với thị giá vốn là 42.000 tỷ. Số lượng cổ phiếu lưu hành đó chính là 1 tỷ 500 triệu. Rồi, thì đây các bạn, đây là biểu đồ nó đây, mình sẽ vẽ nhé. Thì đây chính là giai đoạn thứ nhất của nó, chính là tích lũy. Rồi đến giai đoạn thứ hai là đẩy giá này. Giai đoạn thứ ba là phân phối này các bạn. Thì phân phối này là cái vùng biến động lỏng các bạn ạ. Biến động lỏng này. Đó, các bạn thứ tư là đạp giá. Ok. Sau đó này, đây các bạn. Nó lặp lại chu kỳ tích lũy này. Đây, lặp lại chu kỳ tích lũy con ơi. Và lặp lại. Rồi đang có dấu hiệu đẩy giá rồi. Tiếp theo đó chính là con công ty chứng khoán VN Direct. Đây. Đây là con co to thứ hai. Với thị giá vốn là 21.799 tỷ. Số lượng cổ phiếu lưu hành đó chính là 1.217.844.000 cổ phiếu. Đây các bạn, đây của nó đây. Thì đây chính là dạng tích lũy của nó, rất là dài luôn. Và sau đó, đây là dạng thứ hai, chính là đẩy giá này các bạn. Lên đến đoạn này là phân phối rồi, là biến động lỏng rồi các bạn. Rồi đến dạng thứ tư là đạp giá. Và nó đang tích lũy lại rồi này. Tích lũy lại rồi các bạn ạ. Tiếp theo, đó chính là con FTS. ETS bạn ơi, ETS thị giá vốn là khoảng 6.694 tỷ, là nó con này là con mid cap bạn ạ, bạn kia có thể gọi là blue chip được rồi, đây con này mid cap thôi. Thì số lượng cổ phiếu lưu hành nó chính là 214 triệu thôi. Đây bạn, đây thứ nhất đây là dạng tích lũy của nó này, rồi sau đó đẩy giá này, đến cái đoạn này là phân phối được bạn, biến động lắm rồi. Đó là giai đoạn thứ tư là đạp giá. Con này thì nó tích lũy ở đây này, sau đó là đẩy lại khéo đẩy giá này các bạn. Thế đẩy giá rồi. Đó là đẩy giá này. Tiếp theo đó chính là con VIX nha các bạn. Đây, công ty chứng khoán VIX. Đây xem các bạn. Thì con này có thị giá vốn là 7.000 tỷ thôi, cũng là một con mid cap. Số lượng cổ phiếu lưu hành nó chính là 670 triệu. Thì đây các bạn. Đây là đoạn tích lũy của nó này. Và sau đó chính là giai đoạn đại giá. Thì vì con này là một con mid cap nên nó thao túng giá nên là nó hơi khó. Đây, đây là đại giá đây nhá. Đây là đoạn phân phối này. Và sau đó đạp giá này các bạn. Và sau đó tích lũy này này. Đây khéo lại. Đây khéo lại là đại giá lại này các bạn. Rồi, tiếp theo chính là con CTS. Đây, con CTS thì con này là thị giá vốn là 3.000 400 tỷ, đây là một con penny, đúng rồi, con penny các bạn. Với số lượng cổ phiếu lưu hành là 148 triệu cổ phiếu. Thì là một con penny thì đường giá thường nó sẽ không ổn lắm. Nhưng mà con này khá là đẹp bạn ạ. Đây. Vì nó dễ thao túng mà. Đây các bạn, đây là giai đoạn tích lũy này. Sau đó đến giai đoạn đẩy giá này. Rồi sau đó là phân phối này các bạn. Và đạp giá. Đây. Đây là giai đoạn tích lũy lại này. Rồi sau đó đẩy giá này các bạn này. Đấy. Như vậy là hôm nay mình đã cùng các bạn thực hành xác định 4 giai đoạn của thị trường. Nếu bạn nào thích thì hãy bạn nhớ để lại like mình xem được ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.